quý vị, một gia đình ở huyện Đức Trọng, Lâm Đồng phát hiện bò nhà mình sinh ra một bê con có 7 chân, hai bộ phận sinh dục, hai hậu môn và nặng khoảng 15 kg. Thông tin về bê con kỳ lạ này nhanh chóng được lan truyền. Nhiều người dân trong vùng và lân cận đã tò mò kéo đến xem. Gia đình bà Sin Pam 60 tuổi, ngụ thôn Lạch Tông, xã N thôn Hạ, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng là chủ nhân của con bê con kỳ lạ trên. Bà Simpam cho biết khi nghe tiếng kêu phát ra từ chuồng bò nên ra xem, lúc này gia đình ngạc nhiên phát hiện con bò cái đã sinh được một con bê con. Điều kỳ lạ, bê con được sinh ra có tận 7 chân, bao gồm 5 chiếc chân dính vào nhau, mọc lên ở phần thân sau, còn hai chân trước vẫn bình thường. Bà Simpam nói, tôi thấy con bê trào đời nằm dưới vũng lầy nên cứ tưởng nó chết, tuy nhiên đến gần thì thấy nó sống và phát hiện ở phần thân sau con bê con có tổng cộng 5 chân. Gia đình tôi ai cũng ngạc nhiên bởi bê con bình thường chỉ có hai chân sau và hai chân trước, còn bê con này nó mọc thêm ba chiếc chân ở phần chân sau. Con bê kỳ lạ có đến 7 chân của gia đình bà Pam gồm ba chiếc mọc xen cùng phần thân của hai chân sau, trong đó có tổng cộng 4 cái chân sau có kích thước và chiều dài khá bằng nhau. Tuy nhiên một chân còn lại thì mọc hướng thẳng về phía bụng và có chiều dài kích thước nhỏ hơn. Riêng hai chân trước của con bê con thì giống như những con bê bình thường khác. Điều đặc biệt, bê con kỳ lạ này có hai bộ phận sinh dục và hai hậu môn. Toàn bộ chân bê con này đều có đầy đủ các bộ phận bình thường và có cả phần móng. Khuất phía dưới ba chân này có bìu da và thịt. Từ khi sinh ra đến nay, bê con bảy chân của gia đình bà Sin Pam vẫn khỏe mạnh bình thường, ước tính bê con nặng khoảng 10 đến 15 kg. Ông Hà Sức, trưởng thôn Lạch Tông, xã Nở thôn Hạ cho biết, Bò của gia đình bà Sin Pam có từ chương trình hỗ trợ thoát nghèo nhanh và bền vững vào năm 2012. Từ khi gia đình nhận con bò đã sinh sản nhiều lứa, trong các lứa sinh sản đã xuất hiện bê con kỳ lạ trên. Từ khi biết tin nhà bà Sin Pam sở hữu con bê bảy chân, rất nhiều người hiếu kỳ trong vùng và lân cận đã kéo nhau đến xem con bê kỳ lạ này. Hiện con bê con vẫn sống rất khỏe mạnh, hàng ngày vẫn đều đặn bú sữa mẹ bình thường một câu chuyện về chú bò độc lạ khác tại khu giấy nhà ông Mang Sen, sinh năm 1952, ngụ tại thôn Suối Cam, xã Cam Thịnh Tây, thành phố Cam Danh, tỉnh Khánh Hòa. Luôn chặt ních người đến tận tận mắt chứng kiến hiện tượng có 102 từ trước đến nay. Đó là con bê vừa mới chào đời có hình dạng khá kỳ dị, có đến 6 chân và hai bộ phận sinh dục. Nhiều người trả hàng trăm triệu đồng để mua, nhưng ông vẫn không chịu bán và coi con bê như đứa con ruột của mình. Tìm về nhà ông Sen phải băng qua những sườn dốc dài, đường lại vòng vèo uốn quanh những trái núi. Sau khi tìm được căn nhà ông rồi, phải có người dẫn đường ra dãy bắp thì mới tận mắt nhìn thấy chú bê con có hình thù kỳ lạ đó. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là một chú bê con có đến 6 chân chứ không phải 4 chân như bình thường. Ngoài 4 chiếc chân chính để đi, chú bê đặc biệt này nổi tiếng vì có thêm hai chiếc chân vắt vẻo ở giữa khe đùi sau hai chiếc chân dư này có kích thước y hệt những chiếc chân bình thường nhưng thẳng đuột không duỗi được và không bao giờ chạm được xuống đất. một sự khác biệt cũng không kém phần thú vị nữa khiến chúng tôi cảm thấy ngạc nhiên đó là khi nhìn vào bộ phận sinh dục thì không thể nào phân biệt được chú bê này thuộc giống đực hay giống cái. bởi lẽ theo như ông sen cho biết thì con bê này rất có thể là giống cái như mẹ nó thông qua cách đi tiểu tiện nhưng không hiểu sao lại có hai tinh hoàn nhỏ nằm ép phía trong đuôi khiến cho những vị khách cũng không khỏi thắc mắc trước hiện tượng kỳ thú có một không hai này. Ông Sen chia sẻ, lúc đầu vợ chồng tôi thấy con bê tiểu tiện giống như mẹ nó, cứ tưởng nó là giống cái, nhưng khi thấy đứa con kiểm tra những chiếc chân thừa thì mới phát hiện ra rằng trong chiếc đuôi nhỏ có trồi ra cục thịt lớn và chúng bảo đó là hai tinh hoàn nên là con đực chứ không phải con cái. Rồi hai vợ chồng tôi cũng chẳng biết nó là giống gì, nhưng là giống gì đi nữa cũng không quan trọng, miễn nó sống khỏe mạnh là chúng tôi mừng lắm rồi. Bà Thị Nía, sinh năm 1960, vợ ông Mang Sen, kể lại, lúc con bò cái chuyển dạ sắp sinh con. Cách đây tầm hơn nửa tháng, lúc đi chăn bò trên dãy về, thì chồng tôi bảo rằng con bò cái nhà mình đã có chữa rồi. Không thể tin được đó là sự thật nên tôi chỉ cười mà bảo vui với ông là. Không chồng sao bò nó có chữa được, Ông chỉ nói láo chứ làm gì có chuyện trên trời rơi xuống như thế. Lâu nay ông cột nó một mình trên dãy thì làm gì mà có giống được đâu mà chữa với không chữa. Tưởng trông nói đùa, ai ngờ ông Sen dẫn tôi cùng với mấy đứa cháu lên dãy và chỉ cho chúng tôi thấy cái bụng con bò cái phành ra, hình như là sắp sinh con. Thấy không thể tin được sự thật này, tôi lật đật về hỏi những người hàng xóm có thật là bò sắp có chữa không, thì nhiều người trong làng bảo là bò nhà sắp đẻ rồi chứ chữa gì nữa. Tôi vừa mừng lại vừa lo, không biết có chuyện gì xảy ra nữa không. Cũng theo như ông Mang Sen cho biết, bao nhiêu năm nay có thấy điều kỳ lạ này xảy ra đâu. Mỗi lúc đến mùa sinh đẻ của bò là vợ chồng lại hì hục mượn tiền mượn bạc để đi thuê con bò được khỏe giống, về cho nó thụ thai rồi sau đó mới chữa được. Nhưng năm nay gia đình tôi chưa có đủ tiền bạc, lại chưa chuẩn bị được gì nên cứ cột con bò cái ấy trên dãy cả năm nay. Ai ngờ đâu hôm đó đi lên dãy thì phát hiện nó có chữa. Lúc đầu tôi cũng không tin, nhưng khi sờ vào tay nó thì nó đứng im và lại nhìn bước đi nặng nhọc của nó nên tôi đoán nó sắp sinh con thật. Lúc đầu tôi cũng hoang mang về báo cho vợ con biết, nhưng rồi sau đó nghĩ rằng trời đất thương mình thì sẽ là điểm lành, mà không thương mình thì cũng phải chịu thôi, chứ biết làm sao được. Theo đó, khoảng 15 giờ chiều ngày 15 tháng 2 năm 2014, đang trong lúc được mấy đứa cháu ông Sen chăn trên dãy, thì bỗng thấy từ phía đuôi bò trồi ra một vật gì không rõ, khiến cho mấy đứa trẻ nhanh chóng chạy về chi hô hai vợ chồng ông, nhanh chóng đến dãy bắp để xem xét. Khi hai vợ chồng tất tả chạy đến thì thấy con bò đang giống lên để cố đưa con bê con ra khỏi mình. Mặc dù cố sức nhưng đứa con vẫn không chịu ra, thấy thế ông Sen cùng vợ vội chạy lại phụ kéo con bê con ra khỏi, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm vì đã kéo được chú bê ra, thì hai vợ chồng ông vô cùng kinh hoàng khi thấy hình hài quái dị của chú bê có đến 6 cái chân, hai chân treo lủng lẳng ở đằng sau và vắt chéo nhau. Bà Thị Nía cho biết lúc mới sinh ra, con B nằm bệt xuống đám đất không thể đi lại được, phải một lúc sau vợ chồng tôi bồng và giữ chân cho nó trựng lại thì mới đứng vững. Những bước đi yếu ớt hơn những con bê trước, nhìn hình thù kỳ dị của nó khiến hai vợ chồng tôi cảm thấy đau đứt ruột. Những ngày qua, du khách từ nhiều nơi kéo đến để tận mắt một sở thị chú bê kỳ dị rất đông. Trên dãy bắp của ông Sen lúc nào cũng chật kín người. Có nhiều người vì tò mò không biết chú bê nhà ông Sen quái dị như thế nào. Nhưng cũng có một số người cho rằng đây là một điểm rủi đến với xóm làng nên kéo đến để buông lời dị nghị. Tâm sự với chúng tôi, ông Sen thật thà chia sẻ, mấy ngày gần đây có rất đông người tìm đến dãy nhà để tận mắt chứng kiến vì tò mò nhưng phần đông đến đây vì nghĩ rằng gia đình tôi đem lại xui xẻo cho xóm giềng và muốn chúng tôi nên bỏ nó đi, nhưng dù đây là phúc hay là họa thì vợ chồng tôi cũng nhất quyết giữ lại như đứa con mình nuôi, sống được ngày nào thì chúng tôi nuôi nấng ngày đó. Cũng theo như vợ chồng ông, mấy ngày vừa qua có một số người ở xa đến đặt vấn đề để mua con bê với giá 100 triệu, nhưng khi gia đình tôi hỏi nguyên do mua để làm gì thì những vị khách cho biết là mua để làm cảnh chơi khi nghe đến việc đứa con dị tật của mình bị đem ra làm thú chơi cho người khác. Mà chắc gì khi xa mẹ nó đã sống sót được nên vợ chồng tôi nhất quyết không bán. Theo như tìm hiểu, vợ chồng ông Sen Bà Nía có đến 7 người con, nhưng vì gia cảnh nghèo nàn nên các con ông không được đến trường, đến nơi đến trốn như bạn bè cùng trang lứa. Sau khi nghỉ học, lần lượt bốn đứa con trai và ba gái đều dựng vợ gà chồng và đi làm ăn sinh sống ở nơi xa vợ chồng ông chỉ quanh quẩn với vài đám rẫy ba năm trước nhờ chính quyền địa phương cùng với hàng xóm hỗ trợ nên mua được con bò cái về làm giống có được bỏ ông bà mừng như mở cờ trong bụng và tích cực chăn thả để hy vọng nó nhanh lớn và sinh những chú bê non một năm sau đó hạnh phúc đã mỉm cười với cặp vợ chồng nghèo khi con bò cái sinh được một chú bê con mẹ tròn con vuông niềm hy vọng tăng lên, ông Sen tách chú nghé ra ở một nơi khác để nuôi. Con bò mẹ vẫn thả trên dãy bắp của nhà. Lần này gia đình ông cũng hy vọng sẽ có được thêm một chú nghé nữa để nuôi. Nhưng nào ngờ mọi thứ không tốt đẹp như trước. Bà Nía chia sẻ thêm. Ở buôn làng này chủ yếu là đồng bào rang rai sinh sống, quanh năm chủ yếu làm dãy với những công cụ thô sơ chứ không khi nào sử dụng thuốc trừ sâu hay thuốc diệt cỏ như ở dưới xuôi vì vậy các vật nuôi ở trên đây chủ yếu như heo, bò, dê ít khi bị bệnh chứ nói gì đến chuyện hỏng thai hay có hình thù quái dị. Việc bà mẹ sinh ra con dị dạng có sáu chân và bộ phận sinh dục không phân định rõ ràng như thế này là rất hi hữu thậm chí chưa từng có ở vùng đất này.